Thưa quý vị, hiện nay dù xã hội có sự phát triển vượt bậc cùng những món ăn mới ra đời ngày càng nhiều, nhưng tương bần của phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên vẫn luôn là một món nước chấm không thể thiếu trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Tại phường Bần Yên Nhân, nhiều gia đình có tới hàng chục thế hệ theo nghề làm tương truyền thống như gia đình ông Ngô Xuân Triệu, bà Ngô Thị Vui, ông Nguyễn Như Cường. Để có được món tương thơm phức, vàng ươm thì nguyên liệu gồm có đậu tương, gạo nếp cái hoa vàng, muối trắng và nước sạch. Gạo nếp sau khi ngâm cho vào đồ sôi, phơi trên nong, trở lên mốc màu vàng. Đặc biệt, giống đậu tương ta, hạt nhỏ dùng để rang, xay nhỏ, sau đó ủ mốc rồi hòa với lượng muối phù hợp và cho vào chung, ủ nắng 3 đến 4 tháng. Chính cái nước của làng Bần Đành làm được cái tương ngon bởi lẽ là cái gạo là Chọn cái gạo nếp thơm, ngon lành, đỗ thì phải đỗ vỏ mỏng và rượt vàng, muối phải tinh lọc. Ngoài giữ gìn nghề truyền thống của cha ông, tương còn là nghề làm giàu cho nhiều gia đình ở phường bẩn Yên Nhân. Với lợi thế nằm cạnh quốc lộ 5, thuận lợi trong việc giao thương tiêu thụ sản phẩm, hiện có gần 20 hộ tham gia hội làng nghề. Trong đó, nhiều cơ sở sản xuất với quy mô lớn, thành lập công ty, tiêu thụ hàng triệu lít tương một năm. Hiện nay, giá tương bẩn trung bình từ 25 đến 30 000 đồng một lít. Tương bẩn đem lại lợi nhuận trung bình cho mỗi cơ sở khoảng 500 triệu đồng một năm. Tương bẩn hương Yên được tiêu thụ khắp các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Thậm chí, nhiều Việt kiều xa quê khi trở về luôn mang chai tương bẩn để làm quà cho gia đình, bạn bè đang sinh sống tại nước ngoài. Một cái hương vị thì nó lạ lắm, nó không giống như những cái loại tương khác. và rất thơm, rất ngon. Cứ mỗi lần khi nào mà ra bắt lại bảo ơi, nhớ ghé mua tương nhé. Tương bần là một trong những sản vật đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu tập thể. Năm 2016, tương bần còn được tổ chức kỷ lục Việt Nam xếp đứng đầu trong top 10 danh sách đặc sản nước chấm gia vị ngon nhất Việt Nam. Tuy nhiên, tương bần cũng đang bị cạnh tranh bởi rất nhiều loại nước chấm cùng mẫu mã bắt mắt khác. Đây cũng là điều trăn trở của nhiều hộ dân nơi đây. Muốn người tiêu dùng biết đến cái tương bần chất lượng của mình là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nó phải là ngon thì cái người tiêu dùng người ta mới biết đến. Để địa phương thì cũng rất là quan tâm đến làng nghề tương bẩn để hỗ trợ người dân, nhất là những hộ sản xuất tương bẩn là về cái vay vốn để các hộ sản xuất tương bẩn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và để nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Thực hiện đề án tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo quyết định số 2827 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên các cơ quan quản lý nhà nước đã có thêm các hoạt động hỗ trợ thương hiệu tương bần của phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Trong đó, tiếp tục gìn giữ và phát huy uy tín của các hộ làm nghề để phát triển sản phẩm ngày càng tốt hơn, thiết kế logo sản phẩm, trưng bày, giới thiệu và bán hàng tại các hội trợ, trung tâm thương mại, quảng bá trên các trang thương mại điện tử của tỉnh. Đây là một sản phẩm ô cốp tiềm năng của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.